Từ từ, ăn 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 hạt đậu vô. Có liên can. Ok, một, hai, mày với mày. Có liên can. Có liên can. Có liên can. Hay quá anh ơi, hay quá anh ơi, từ nãy em đi mất mấy giờ rồi. World của Hero Team thì chúng ta là đồng đội, nhưng qua bên đây tôi là công an, còn mấy người là tù nhân. Tôi dịch, tôi bắt ổng vô luôn á. Đi vô nha, là đi vô. Ôi không biết mở cửa cho tôi vô. Đi vô. Ủa Phong à. Đi vô. Phong. Ở bên đây nha, không ai được đâu ngoài. Đi vô. Ôi trời. Ủa à, coi. Coi rồi. Ủa mà coi là sao bị coi bị bắt vô đây à? Ủa sao chị bị bắt vô đây? Sim hỏi ca trước mà, ủa sao bị bắt vậy? Ca hỏi Sim trước mà. Tự nhiên Sim đi vào cánh cửa đánh xong tự nhiên thấy Phong đánh Sim vào đây luôn, tự nhiên Sim thay đổi đồ tù nhân luôn nè. Ủa gì kỳ vậy? Ôi thì tình Phong bây giờ không còn như ngày xưa đúng rồi Sim ơi. Phong bây giờ là làm ăn cho công an, công biết đồ bây giờ. Bây giờ gọi là Phong phản bội tụi mình là bắt tụi mình vô tù. Trời ơi. À đúng rồi. Ok hello chào, mình là Sim đây. À nhá, và chào các bạn video của mình và chào các bạn video mini quá. Thì thực sự mình không hiểu tại sao mình với Karan tự nhiên trong nhà tù của Phong cực. Ai sao đánh tôi? Gì vậy? Nó có đau không hả? Ủa mà Phong, ủa mà khoa đã cay ơi, đây là nhà tù của Phong. À! Ủa cái gì? Bà Phong cái gì? Dạ. Ủa mà Phong ơi, cho tôi hỏi, ủa đây là nhà tù con đấy hả? Hay sao vậy? Đúng vậy, đây chính là một cái nhà tù chuyên ăn hối lộ. Hả? Hối lộ? Thì ra ta không có hiền như các ngươi nghĩ đâu. Thì ra sao Phong cầm lại là những thứ này sao? Cái à, tụi mình không thể khóc lóc ngồi đây chờ chết. Lỗi cay. Mình không thể ở đây ngồi chờ chết được các bạn ạ. Bây giờ tụi mình phải kiếm cách làm sao để thoát khỏi cái chỗ này, cay hiểu chứ? Chắc chắn nếu đây là phạm mắc của Phong cầm thì tụi mình phải có chìa khóa đi ra chứ, đúng không? Trời ơi, để kiếm thử coi. Cái nhà tù gì gớm vậy, sợ toàn. Hôm nay toàn là xương đồ đất không mà bà nội. À, chả biết nữa. Bây giờ mình phải dụ, mình phải dụ. Dụ. Gì vậy? Què làm gì? Chọc mắt ông hả? Không, cái tìm được cái que này, cái chỉ gọi là chọc mắt Phong Cận. Trời mắt, ông gan dữ luôn hả? Tới kêu Phong tự coi. Hình như là ta mới nghe đứa nào đã nói cái gì phải không mày? À dạ, dạ không, dạ không, dạ không. Dạ không, dạ không, dạ không. Tao không có dám. Còn một lần nào tao nghe bàn kế hoạch và trốn cái gì nữa là tao. Dạ dạ dạ. Đúng rồi mày. Ôi đáng sợ. Lừa hết. Giờ sao hả cai? Ủa mà khoan đã, ví dụ tụi mình trong tù, chẳng lẽ tụi mình ở đây hoài, tụi mình phải chạy ra để làm nhiệm vụ gì đó chứ đúng không? Tôi không muốn ở đây để tôi muốn ra ngoài. Phong cần đồ, Phong cần. Phong đồ đâu rồi? Cái gì hả? Cái gì mà ồ bảo vậy hả? Tâm bảo vậy hả? Đi cho mày chào. Giờ tức không mua cho tàu đó. Cái gì mà tên tao hả mày? Tao hả mày? Dạ. Dạ dạ thưa anh. Má ơi, cái nó nhảy con chết luôn. Ây da, Phong đẹp trai. Thằng trai đâu rồi? Dạ em xin lỗi anh. Dạ dạ. Ổn mà, vô đây tục dạch luôn mà. Vào trong đây là coi như là tôi, là coi như tôi, giai giới của tôi là coi như giống y hệt như là trưởng team luôn á. Tôi muốn làm gì tôi làm, hiểu không? Dạ. Mai này tôi sẽ dụ ông dịch vào đây và tôi sẽ bắt ổng phải hành hạ ổng mới được theo tôi nhanh lên. Trời ơi, ác độc quá vậy trời. Ý định của Phong Cận vào team là đây chứ đâu. Bây giờ làm gì nữa? Bây giờ nè, sân banh nè, mọi người đang chơi banh bị sao ta? Banh rơi vãi tùm lum. Bây giờ hai người mau dọn mấy trái banh, đem hết mấy trái banh đi ra ngoài đây nhanh cho tôi, nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi. Khổ quá. Ui, trái banh này vui vậy? Ôi, chơi, vui quá. Ui, vui quá. Ui. Trời. Dạ cái banh này nó dội quá à, ăn gì dội vậy mày? Đây. Nè, Sim đẩy nó vô, đừng có đánh. Được rồi, gọn gàng rồi. Rồi, đi tới dặn chưa, tới dặn chưa, cảnh à, Phong Cận, tới dặn chưa, đói quá. Rồi, cây đo anh vẫn bị nhốt trong đây nha, không được ra nha.
Alo, alo. À thôi, ở trong này khỏi làm việc. Không phải đâu, ở trong đây là mày bị nhốt từ đây đến trưa, tối trời mưa trời nắng nhưng mà không được vô nhà, mà không được ăn gì luôn á. Thôi đi ra ngoài đi, đùa thôi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ăn trưa, ăn trưa, yeah, ăn trưa. Đi ra ngoài nghe mày. Tao bị chậm chạp lên bởi nó chưa ra ngoài ra rồi. Không nghe luôn các bạn ơi, không. Ăn trưa. Thôi theo tôi nhanh lên. Đây nè. Khổ quá. Đi qua nhà bếp đi ăn trưa. Qua đây nhanh lên. Ok, ok. Vô, vô. Vào đây, đây. Đây là nhà bếp nè, muốn ăn gì thì vào nhà bếp mà lấy. Dạ. Yeah. Ăn tầm mấy phút giờ cách cả phút cần. À tầm mấy phút là xong. Tâm hồng đồ cua hoàng đế gì đó. À ăn được khoảng 5 phút á, nhanh lên đi. À ok ok ok. Ủa, anh ơi, anh cảnh sát ơi. Sao? Trong đây có cua hoàng đế không anh? Cua hoàng đế hả? Đúng rồi. À trong trong đây có cua đồng á, lấy cua đồng ăn đỡ đi. Ủa. Chưa đi ăn rồi đồ gì nữa. Ui, cay cay. Đồ ăn nhà tụi gì ngon vậy? Gà quay nè. Quay ra cái đó là đồ ăn của công an á, đồ ăn của tù nhân là chỉ có bánh mì thôi, lấy bánh mì cái kỳ á, đồ nhỏ kỳ lạ nè, ăn đi. Thiệt tình đúng là chưa bao giờ thấy cái nhà tù này như cái nhà tù này luôn á. Ây da, thôi. Không, không. Dạ dạ dạ. Xin lỗi. Có đồ ăn rồi bay còn than vậy rồi. Dạ dạ. Bỉnh nộ quá mà. Thôi mày tỉnh khối bắn cay chết á trời. Thôi vô ăn đi, khổ quá. Cái nhà tù ghê gớm thật sự luôn, trời nói câu bắn chết câu luôn các bạn. Ủa mà cay. Công an này nó có súng à dây. Nhà vậy tụi mình chặn là tụi mình ở đây để không cần hành hạ mình mãi sao? Giờ nghĩ cách đi. Thì tất nhiên là bây giờ mình mới là nghĩ cách thoát ra khỏi đây rồi. Nhìn sao ta? Ông cảnh sát thì ngồi đứng nè. Nhìn sao ta? Tụi mình phải suy nghĩ cách gì đấy để chốt, để nhốt ông cảnh sát. Không ai ngoài kìa. Mà bây giờ làm sao để tụi mình làm cách nào để nhốt ông cảnh sát vào nhà tù á, sau đấy mình sẽ trốn thoát ra khỏi ra ngoài á cay ơi. Cái gì cách coi. À, cay biết rồi. Bây giờ á là tụi mình sẽ gọi là dụ ổng vô cái gọi là nhà tù của mình. Mà dụ sao? Thì... nói câu vậy thì ai chạy nó được. Ví dụ sao chứ? Mình dụ mình bảo là trời trong đây có vấn đề gì đó, dụ ổng vô thôi. Trời má ơi, làm giọng ngu lắm bằng nữa ba. Trời ơi trời, mấy ông cảnh sát mà. Nhưng mà bây giờ mình phải thử chứ. Ừ, cũng thử. Đến giờ tập luyện, đến giờ tập luyện. À dạ 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 dạ. À các người bây giờ hãy mau tập luyện thể hình dành cho tù nhân. Đó chính là các người hãy tập chạy 5 vòng sân này đó. Chạy từ đây qua bên kia, qua bên lại, qua bên kia để làn luyện sức khỏe, hiểu không? Trời đất. Thiệt luôn á. Chạy cô dạy em bài tay thật vui sao. 1, 2, 3, cưới tướng. Ai bị điên á? Nhờ nó bóng cây vậy. Thôi dừng lại, dừng lại. Được rồi, bây giờ là bài tập thứ hai. Thằng con trai, thằng Kairon đi theo tao nhanh lên, nhanh lên. Dạ, dạ, dạ. Quýnh tao mấy lần rồi. Dạ. Bài tập thứ hai là Kairon sẽ phải đánh nhau với anh cảnh sát này. Để xem tình hình của Kairon như thế nào. Nó bắt tôi chết rồi xong rồi. Thôi sao, ai biểu. Nói chung là tù nhân là phải quýnh bằng tay, còn công an được quyền dùng súng, hiểu không? Trời ơi. Cài, cố lên, cài, cố lên, cài, cố lên. Yên tâm, từ từ ăn hạt đậu vô. Trời ơi, một, hai, ba, mày với mày. Cô lên, cô lên. Cô lên, cô lên. Hay quá anh ơi, hay quá anh ơi. Từ nãy em game nó nãy giờ rồi. Rồi nó lực xếp mây nè, con đi. Ui kìa, em là con gái mà anh rồi. Con gái chay cũng phải tập luyện mình. Đánh đi. Nó. Ôi, cảnh sát không bắn mình nữa cậu ơi. Trời ơi, ông thiên vị quá, ông mê gái quá. Trời ơi, trời, tôi sẽ báo với sếp trừ luôn ông. À, thôi, Phong ơi, bây giờ tụi mình lao động xong rồi cho tụi mình vào nghỉ nha, Phong, được không dạ? Đi vô. À, tụi mình đi vô nè, coi à, Phong ơi, đóng cửa đi. Vô. Ok. Rồi, bây giờ làm sao nè, bây giờ không biết sao để dùng cái ông Phong cận này chỗ đây nè, coi những cách gì không? Làm sao ta? Cái. À, cái nghĩ được cách rồi. Bây giờ á, Cai sẽ giả bộ xỉu ở đây. Sau đó Sim sẽ gọi là la lên á, là coi như là kiểu Cai bị cái gì đó rất là nặng luôn. Rồi sau đó ông kiểm tra, ông sẽ tới đây kiểm tra. Rồi sau đó hai tụi mình vô hội đồng ổng. Rồi sau đó nhốt ổng trong đây, tụi mình chạy ra nhốt ổng trong đây. Hợp lý, được. Được, ghê, ghê, ghê. Cai làm xỉu xuống đi, xỉu xuống đi, xỉu xuống đi. Xỉu đúng không? 1, 2, 3. À, đau bụng quá. À, trời ơi, có người chết nè, có người chết nè. Cái gì mà không hiểu
Trời ơi, người quá, anh không cầm nhắc vô là tôi không dám vô. Ai vô đây, có người chết nè. Có người chết nè. Để tí, để tí. Trời trời trời, cái gì mà ghê quá vậy hả? Ôi, đâu rồi đó. Chị chị cay. Ủa, ai hả? Ra, mày ra, quay ra. Đúng rồi, đúng rồi, chết chết. Trời ơi, Phong ơi là Phong. Muốn chứa cái gì hả Phong? Hello. Mở cửa ra nhanh lên. Mở nè. Mở nè, mở nè, mở nè. Cái gì vậy? Sao tao tiện mở rồi đâu? Ây da, các bạn à, cái này người ta gọi là gãy ông đập lưng ông đó. Gãy ông đập lưng ông đó Phong cận à. Đừng cho ông nhớ nhúc từ tôi. Hai người ơi, làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ cho hai người chìa khóa để ra khỏi đây. Trời ơi, thôi thôi thôi. Nói chung là tụi tôi đã biết đường ra rồi. Này, ông cứ ở đây suốt đời ông nha. Ok, thì video của mình như thế này thôi. Thì các bạn thấy video như thế nào thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới cho mình nhất nha. Ok, và Phong đã gọi là bị nhốt ở trong tù và tụi mình sẽ đi trước thôi. Bye bye Phong nha. Bye bye. Bye bye. Ok các bạn, đây là cách hưởng hưởng những bum bắp của Phong Cự. Tiếp tục bấm tiếp tục ơi. Ê sao mấy bạn ơi. Ê giờ sao mình ra đi mấy bạn. Yeah. Yeah. Yeah, là chiến thắng cách bum bắp. Yeah. Cái này đang gọi là thắng map trong